À, vâng, shop em lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đi soi ban đêm, các bác đi bẫy chim đêm, anh em đi rừng, đi săn bẫy ban đêm. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái mẫu đèn pin để dành phục vụ cho các bác đam mê đi soi ếch, soi nhái, soi đêm rồi nhá. Như thấy trên hình đây, bên em thì sẽ giới thiệu chi tiết cho bác tham khảo về ba mẫu đèn pin được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại này nhé. Đấy, bên em bao ship toàn quốc, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền. Bên em có Zalo, có Facebook rồi nhé. Anh em có thể kết bạn qua Zalo theo hai số điện thoại chính này để đặt hàng. Bên em sẽ tư vấn cho nha. Đầu tiên như thấy trên hình đây là một cái mẫu đèn pin đội đầu nhá, đội đầu. Mẫu này thì như thấy trên hình đây là XG màu đồng nhá, màu đồng. Mẫu này thì đèn pin đội đầu siêu sáng nhé. Đấy. Pin thì em sẽ bao test cho bác là từ 6 đến 8 tiếng rồi nhá. 8 đến 10 tiếng nhá. Đấy, mẫu này thì bên em đang bán với giá là 350.000 đồng nhá. 350.000 đồng bao ship toàn quốc ạ. Đấy, có màu mẫu này thì nó có màu trắng. Đấy, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nhá. Đấy, để các bác phục vụ cho nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng nhấp nháy và sáng vừa và sáng siêu sáng nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng. Có màu màu trắng và màu đồng, màu ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nhá. Đấy. Về cơ bản thì mẫu thì giống nhau, phụ kiện đầy đủ nhá. Đi theo cho bác một cục sạc và một cái dây đeo đội đầu nhá. Đấy, dây đeo để các bác đeo đội đầu. Đấy, giá là 350.000 đồng nhá. Bao ship toàn quốc, đây là màu vàng nhá. Đấy. Nên là anh em yên tâm, có hai màu để các bác lựa chọn tùy theo các bác đi soi ếch, soi nhái, soi cua anh em nhé. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng đèn pin đội đầu nhá. Đèn pin đội đầu mẫu này là XG9516 nhá. Đấy, 8000 pin, 8000 nhá. Cái này thì có rất nhiều chức năng. Mẫu này màu trắng nhá, thì nó cũng có, cái này thì nó có hai cái chóa đi theo, một cái chóa vàng, một cái chóa xanh nhá. Đấy, chóa vàng, chóa xanh. Đấy, và một cục sạc và dây đeo nhá, dây đeo đầy đủ anh em nhá. Đấy, mẫu này thì anh em có thể sạc bằng sạc điện thoại được nhá. Đấy, điện thoại thông minh được. Mẫu này, đèn pin này bên em đang bán với giá là 450.000 đồng nhá. Bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán, bảo hành 6 tháng nhá. Mẫu này thì pin của nó cũng 8 đến 10 tiếng nhá. Đấy, anh em yên tâm, sử dụng rất là ok luôn. Chất lượng của nó thì cũng siêu sáng anh em nhá. Đấy, mẫu này chia sáng rất là sáng và xa. Đấy, nên là anh em yên tâm. Cái này thì pin của nó pin rời nhá, pin rời, anh em có thể tháo rời pin ra để sạc. Đấy, mẫu này thì rất nhiều video đã hướng dẫn các bác rồi và được anh em tin tưởng mua rất là nhiều. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác một cái mẫu đèn pin bình anh em nhá. Đèn pin bình này KM205 anh em nhá. Đấy, phiên bản mới nhất của năm 2024 cũng có ánh sáng vàng và ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, đây, đây là cái màu trắng anh em nhá. Đấy, để anh em đi xoay cua đội đầu anh em nhé. Đấy, và đây là cái màu vàng này. Đây là màu vàng rồi nhá. Đấy, đây là màu vàng này. Cái này thì nếu mà các bác mà có nhu cầu tham khảo cái đèn bình này thì pin của nó rất là bền nhá, pin của nó rất là bền, pin là chạy liên tục 15 đến 17 tiếng rồi nhá. Đấy, nên anh em yên tâm. Đấy, tùy theo các bác lựa chọn cho mình một cái mẫu đèn pin siêu sáng để phục vụ anh em đi xoay ếch, xoay cua, xoay nhái, các bác đi bẫy chim đêm. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào tạm biệt các bác ạ.